Đó, vườn cà phê quý vị ha, ra trái rồi này. À, tầm tháng 12 cuối năm quý vị, 11 12 cuối năm là cà phê này sẽ cho thu hoạch ha. À, địa hình của khu dân cư này nó nằm dưới một cái thung lũng và xung quanh là quý vị có thể thấy là núi rừng nó bao bọc. Đẹp hơn Đà Lạt nữa. Quý vị thấy không? Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 7:30 sáng ngày 15 tháng 5 năm 2023. Mình đang có mặt tại con dốc đường 3 tháng 2 quý vị ha. Đang hướng lên khu Hòa Bình. Sáng hôm nay trời nắng đẹp á. Mình quyết định đi ra vùng ven quý vị. Hôm nay sẽ dẫn quý vị, anh chị và các bạn đi xuống xã Đà Sa, Đà Cháy, thuộc huyện Lạc Dương quý vị ha, nằm ở trên tuyến đường quốc lộ 27C hướng đi Nha Trang đó quý vị. Hôm nay mình dẫn quý vị xuống đó để thăm thăm cái đời sống của bà con ở dưới đó ha, đặc biệt là cảnh quan rồi vườn tược này kia cho bà con mình xem, và ai có nhu cầu về ở nghỉ dưỡng hoặc là mua đất đai làm vườn làm tược gì đó thì mình có thể tham khảo quý vị ha. Trước khi đi thì mình sẽ ghé qua bánh mì Nga, làm ổ bánh mì xong rồi là lên đường thôi quý vị. Bao nhiêu? Bánh mì 20.000 nhưng mà phải nói là rất là chất lượng luôn quý vị. Mình hay ăn ở đó quý vị ha. Bây giờ bánh mì tầm 15-20.000, không có loại 10.000 nữa đó. Rồi bây giờ mình đi nhanh xuống đó thôi quý vị, để thời gian để xuống dưới trung tâm Đà Sa Đà Cháy quay quý vị ha. Còn cái đường đi thì quý vị nếu muốn biết thì cứ lên Google Maps là chỉ hướng đi quý vị ha. Chúng ta di chuyển về phường 12 Thái Phiên rồi vào quốc lộ 27C và đi thẳng về hướng Nha Trang đó quý vị. Đó. Từ đây mà xuống xã Đa Sa Đa Cháy á, thì tầm khoảng 20 cây số quý vị ha. Tương lai thì khu vực đó cũng được sáp nhập vào thành phố Đà Lạt luôn. Vì như thông tin trước thì mình có nói thì toàn bộ huyện Lạc Dương đến lộ trình năm 2025 sẽ được sáp nhập vào thành phố Đà Lạt. Đó. Xuống đây là bùng binh nước quý vị. Bây giờ mình chạy nhanh xuống đó thôi quý vị ha. Hôm nay thứ hai, khu vực Đà Lạt cũng lưa thưa quý vị, nhẹ nhàng ha. Cuối tuần rồi mới đông vui trở lại. Và cuối tháng này hè đến thì lại đông vui quý vị ha. Về tới đây là cuối khu vực phường 12 Thái Phiên quý vị ha. Như vậy là chúng ta cũng đã đi được nửa đường rồi quý vị, tầm khoảng 10 cây số quý vị ha. Đó, về khu vực dưới này thì quý vị có thể thấy là núi rừng bao la rồi, chập trùng rồi quý vị. Và cái cung đường quốc lộ 27C này cũng rất là đẹp luôn quý vị ha. Đó, nó đi xuống đèo Khánh Lê và sau đó là sẽ đi xuống Nha Trang luôn quý vị. Cái hướng như thế này rất là thiên nhiên luôn quý vị. Nếu như mà ở Lạc Dương ấy, đi một là hướng về Đa Sa, Đà Cháy, về Cà Long, Cà Lân, hoặc là hướng vào Thung Lũng Vàng, đó, Đinh Cần Ở, thì phải nói là thiên nhiên bao la luôn. Quý vị có thể thấy là rừng núi đảo, cộng thêm nhà cửa ít đó, cho nên chi là phải nói là khí hậu nó mát lành luôn quý vị. Mát hơn ở trên nội ô Đà Lạt. Đó, rừng núi quý vị này, thích cái kiểu như thế này ha.
những khu rừng này sau khi mà đốt thực bì xong á, thì bây giờ trời mưa xuống mà nó đã lên những cái cỏ non, nhìn nó đẹp sạch đó quý vị ơi. Xuống đây là cái bùng binh, người ta hay gọi là bùng binh 723 Thái Phiên quý vị ha. Nếu như mà chúng ta sẽ rẽ phải là đi vào con đường tỉnh lộ đúng rồi, tỉnh lộ 723 quý vị, và đi về bùng binh Trại Mát ha. Đó, còn rẽ trái là chúng ta sẽ đi về Đa Sa Đa Cháy, từ đây về đó tầm khoảng 10 cây số nữa quý vị. Trên đường đi như thế này nhiều cảnh đẹp lắm quý vị, tuy nhiên nếu như mà mình quay hết thì nó dài quá, mình để đi xuống dưới trung tâm để quay chi tiết ở dưới đó cho bà con xem ha. Và wow, cung đường quá đẹp luôn, hai bên rừng núi, lâu lắm rồi mình mới đi lại con đường này quý vị. Tranh thủ quay lại cái cung đường này cái, quá đẹp luôn. Khúc này không có dân cư quý vị ha, mà đi sâu xuống dưới mới có dân cư. Khúc này là hai bên toàn rừng không á, và đi sâu vào trong là cũng có vườn. Đó, trung tâm huyện lì của huyện Lạc Dương á, là sẽ đi tắt qua con đường Bi Đúc quý vị ha. À, ngày xưa bà con mình phải vòng lên Đà Lạt rồi đi xuống rất là xa, bây giờ có đường rồi, việc kết nối giao thông cũng rất là thuận tiện luôn. Đó, khi mà sáp nhập cái Lạc Dương này vào trung vào thành phố Đà Lạt á, thì người ta nói Đà Lạt sẽ xanh mát hơn khi mà đi ra những cái vùng như thế này. Đó, rất là đúng luôn đó quý vị, vì cái huyện Lạc Dương này cái độ bao phủ rừng nó lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng đó quý vị. Ngoài những cái khu vực rừng thông như thế này thì có cái vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà, một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam quý vị ha, với hệ sinh thái nó vô cùng đa dạng. Mình nghĩ cái video này sẽ khá là dài, tại vì đi ra vùng ven mà cái khu vực Đa Sa Đa Cháy này nó cũng khá là rộng quý vị, rất là rộng luôn đó chứ. Không biết mai mốt cái khu vực mà Lạc Dương này sắp nhập vào thành phố Đà Lạt thì người ta sẽ chia ra địa bàn hành chính như thế nào, là xã hay là phường. Đó, nếu như mà Đà Lạt á, lên thành phố trực thuộc trung ương á, thì người ta sẽ chia ra là quận huyện quý vị ha. Đó, có thể Lạc Dương này sẽ chia ra thành một hai quận gì đó quý vị ha. Còn hiện tại bây giờ nếu như mà sau này chưa lên thành phố trung ương thì vẫn tạm thời là xã quý vị. Đó, chia ra nhiều xã ở trên khu vực Lạc Dương này ha. Đó, quý vị thấy cung đường đã không? Đoạn này đã đẹp rồi, nhưng mà đi xuống dưới khu vực đèo Khánh Lê đó quý vị còn đẹp hơn nữa, quanh co hùng vĩ lắm. Bắt đầu từ dưới đèo Khánh Lê mà đổ lên tới khu vực trên này rồi quý vị, là đa số đường quanh co như thế này. Khi mà quý vị ở dưới này á, buổi sáng sớm có mây rồi có sương mờ cũng đẹp lắm, sương mây sương đồ cũng đẹp lắm quý vị.
nếu mà quý vị mua đất nghỉ dưỡng ở dưới này quý vị ha, thì nó nằm kẹp giữa Đà Lạt với lại Nha Trang, Khánh Hòa đó, việc đi lại cũng khá là thuận tiện. Nếu quý vị muốn lên Đà Lạt thì xách xe lên, mà muốn đi xuống Nha Trang tắm biển xách xe đi xuống đó. Từ khu vực Đa Sa Đa Cháy mà đi xuống Nha Trang đó quý vị thì tầm khoảng 100 đến 120 km thôi quý vị ha, bằng trung tâm Đà Lạt đi xuống thành phố Bảo Lộc. Cũng có khá là nhiều người đi về khu vực dưới này để mà mua đất này, đầu tư trang trại nghỉ dưỡng đó. Thường thường là những người có tiền đại gia đâu quý vị, làm trang trại nghỉ dưỡng ấy, cũng thuê người trông coi, là họ không có ở đấy quý vị, thuê người trông coi nhiều lúc cuối tuần hoặc là tháng gì đó là họ cũng trở về với cái trang trại của mình để vui thú điền viên, và rồi sau đó là họ sẽ quay về Sài Gòn hoặc Hà Nội để làm việc ha. Đó, còn chúng ta mà mua đất đầu tư đâu quý vị, đầu tư và không về làm vườn á, cho thuê nó cũng có nhiều cái hạn chế, ví dụ như là chúng ta không có trông coi, không có sát sao được cái mảnh đất của mình ấy, thì người ta sẽ nhiều lúc gặp những cái hàng xóm mà chủ đất giáp ranh với mình nữa quý vị, họ không có tốt thì họ sẽ lấn chiếm quý vị ha, nó lấn chiếm sau này xảy ra kiện tụng tranh chấp mệt mỏi lắm quý vị, những trường hợp đó xảy ra nhiều rồi. Mình có người quen ở dưới Nam Ban đó, đất đai cũng khá là rộng mấy hecta, họ đã dời về Hà Nội sinh sống ha, và cái mảnh vườn của mình đó, nhà của mình cho thuê lại cho người làm vườn thuê lại, và thuê lại là bao nhiêu cây cối mít miết này kia là người ta cưa hết sạch, cưa lấy gỗ đó quý vị, rồi bắt đầu là hàng xóm ở bên người ta cũng lấn chiếm đó, lấn chiếm qua, thấy cái đất lên giá đó quý vị cũng tham lam lấn chiếm qua, và bây giờ là cũng đi kiện cáo, cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong, nó rất là rắc rối luôn quý vị ha. Cái đó là thứ nhất, và thứ hai nữa, khi người ta lấn chiếm xong á là người ta bán đó, bán luôn cái mảnh đất của người ta và cái phần chiếm của mình đó, tuy rằng là chiếm đó là nó không nằm trong sổ đỏ người ta, nhưng mà họ cứ nói là đất thực tế là ví dụ 1.000 đất tôi là sổ đỏ là 1 hecta, nhưng mà thực tế là 1 hecta còn thêm 1 sào đó, ví dụ là như vậy đó quý vị, là người khác thấy cũng hợp lý, mua xong rồi mai mốt về cũng kiện cáo cái chủ đất, thì trước người ta lấy tiền người ta đi rồi đó, giờ xảy ra tranh chấp kiện cáo này kia, ui gọi tới gọi lui, mời lên mời xuống, vô cùng mệt mỏi luôn quý vị. Chính vì vậy khi mua đất mua đai quý vị nhớ chú ý đến những cái vấn đề này ha. Ở đây có những cái cung đường đi vào sâu trong đẹp quá quý vị. Đó, Lạc Dương đây, Đa Sa Đa Cháy đây. Quý vị thấy không, chưa gì về tới đây là thấy treo bảng bán đất rồi. Nói chung là ở dưới này người ta cũng bán đất nhiều lắm quý vị. Đứng trên này nhìn toàn cảnh ha. Nhìn qua bên kia là Lang Biang, Bia Đúc Núi Bà đó quý vị. Những cái mảnh vườn mà đôi đôi bên kia quý vị kìa, người ta đang tiến hành làm trang trại đó. Tới đây chưa tới trung tâm của xã Đà Sa đâu quý vị, chắc tầm khoảng 4-5 cây số nữa ha. Địa bàn dưới này ở nghỉ dưỡng cũng rất là phù hợp, rất là tuyệt vời luôn quý vị. Mình nghĩ ở dưới này nó thoáng, nó phóng khoáng hơn là ở dưới khu vực Tà Nung Nam Ban quý vị, theo đánh giá chủ quan của mình thôi ha. Nó phóng khoáng là ở chỗ là dưới này rừng núi nó chập trùng, nó trùng điệp hơn đó, rừng núi nó nhiều hơn ở dưới Tà Nung và Nam Ban quý vị. Dưới Tà Nung Nam Ban là địa bàn dân cư kia đó, toàn vườn cà phê cà pháo không, còn đây là phải nói là đồi núi
quá tuyệt vời luôn. Và hơn nữa nó nằm kẹp giữa Nha Trang, một thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam, cũng như là Đà Lạt, đó, thành phố hoa. Việc di chuyển đi lại vô cùng thuận lợi, muốn tắm biển là xuống biển tắm, đó. Muốn lên rừng là có rừng, mà xuống biển là có biển. Đi xuống quốc lộ 1A rồi kết nối giao thông này kia nó cũng rất là thuận tiện luôn quý vị. Cái giá đất đai ở dưới này á, mình không biết chính xác là bao nhiêu, cho nên không dám nói bừa, nhưng mà đi ra vùng ven khỏi Đà Lạt ra thì giá cả nó cũng phải chăng quý vị. Tuy nhiên khi mà nghe thông tin á, mà cái Lạc Dương này sáp nhập vào địa bàn hành chính của thành phố Đà Lạt ấy, thì đất đai nó cũng đã rục rịch lên giá rồi quý vị. Và các nhà đầu tư cũng nhăm nhe về đây để đầu tư quý vị ha. Đó, người ta có tiền là người ta đâu có sợ đâu quý vị. Cứ thấy chỗ nào có tiềm năng là người ta đi mua thôi. Sợ là sợ những người đi lướt sóng rồi vay mượn rồi này kia tùm lum hết mới sợ thôi. Còn tiền dư có của ăn của để là đi mua đất chơi, đâu có sợ đâu quý vị ha. Và giá thuê nhà, thuê đất ở dưới này mình cũng không biết chính xác là bao nhiêu, cho nên gì cũng không dám nói bừa luôn. Đó, cái gì mà mình biết chính xác thì mình mới nói ha. Quý vị có thể tìm hiểu thêm. Giống như hồi trước mình cũng có làm một video để trả lời cho một anh khán giả muốn cần 7 tỷ, đó, tài chính 7 tỷ để vào vùng ven thành phố Đà Lạt mua đất lập nghiệp sinh sống, làm vườn rồi đó. Thì cũng có thể đi ra cái hướng này quý vị. Hướng này vô cùng tuyệt vời luôn quý vị thấy không? Đẹp ha. Ngày xưa quý vị, khi mà đất đai chưa sốt cái đợt trước ấy, ở dưới này đất nó rẻ thôi rồi luôn. Nếu mà anh có tiền cầm tiền về mua để vài sao thì cái thời điểm đó là vô cùng hợp lý. Nhưng bây giờ qua cái cơn sốt đất một cái thì cái giá nó đã lập đỉnh, và nó cũng thật sự ở Lâm Đồng này đất đai nó cũng không giảm đi là bao nhiêu quý vị. Ai kẹt lắm mới giảm thôi, chứ còn không là cái giá đất nó vẫn vậy mà vẫn đứng im như vậy quý vị ha. Về đây là trung tâm xã Đa Sa rồi. Để mình đi vào cái đường hẻm đi quý vị. Ngoài này đường quốc lộ nó tối ấy. Xuống đây mình vào được con đường hẻm này, vòng qua bên kia đi quý vị ha. Đường số 5 đó. Đó, trung tâm Đa Sa đó quý vị. Dưới này có trường học, trạm xá, chợ búa, nói chung là dân cư cũng ngon lành đầy đủ quý vị. Ở trường mầm non quý vị nè, đây là trường mầm non ha. Đó, trường mầm non khang trang không quý vị. Trường mầm non cực kỳ khang trang luôn, còn đẹp hơn trường mầm non Đà Lạt nữa. Và vườn cà phê quý vị xanh tươi mát mẻ không, người ta trồng xen kẽ những cái cây ăn trái khác như là hồng, bơ. Đó, địa bàn này trồng hồng trồng bơ cũng phù hợp lắm quý vị. Khí hậu mát mẻ, thậm chí mình thấy là nó còn mát hơn Đà Lạt nữa. Có sân bóng mini dưới luôn quý vị kìa. Còn có sân cỏ nhân tạo ha. Đó, những khu vườn cà phê quý vị thấy đã. Vườn này á quý vị, tương lai mà khi mà du lịch phát triển về hướng dưới này á, thì những cái khu vườn này làm về du lịch nó cũng khá là phù hợp, rất là phù hợp luôn, không khá gì cả. Đó, tại vì xu hướng của khách du lịch bây giờ là đi khám phá, đi vào thiên nhiên, đi trải nghiệm, làm những cái trang trại cà phê vườn, hâm tây vườn, rồi những cái khu vực mà cắm trại camping đó quý vị, camping glamping đó, đó. Rất là nhiều cái dịch vụ ha, có thể mở ra.
địa hình dưới này nó khác gì ở trên Đà Lạt đó quý vị, cũng đồi núi, đường lên dốc xuống dốc và nó còn hoang sơ hơn Đà Lạt nhiều đó, nhìn rất là xanh mướt luôn. Và ở dưới này người ta làm nông nghiệp cũng trần trụi quý vị, đa số là làm trồng cây ăn quả lâu năm, còn khu nào trồng rau thì người ta trồng rau trồng bông thì người ta mới làm nhà kính nhà lồng thôi ha. Còn lại đa số là trồng cà phê rồi vườn tược, vườn tược trần trụi nhìn nó tràn đầy sức sống của một vùng thôn quê luôn. Nhà của bà con ở dưới này á, dân cư ở dưới này là đa số là bà con đồng bào đó, đồng bào sống xen kẽ với người Kinh quý vị ha. Đấy, vòng ra ngược ra lại ngoài này là ra quốc lộ quý vị. Vùng đất này dành cho ai đó về đây lập nghiệp làm vườn cũng thích hợp đúng nhé quý vị ha. Nhà cho thuê, nhà nhỏ cho thuê đó, quý vị muốn trải nghiệm làm vườn ý thì đi về khu vực dưới này quý vị, mướn căn nhà dưới này thì rẻ đó, vườn ở dưới này nó cũng rẻ, mình chưa biết giá là cụ thể bao nhiêu nhưng mà mình nghĩ nó cũng giá cả nó phù hợp đó quý vị. Đây là địa bàn dân cư của bà con đồng bào mình, trong đó có người Kinh cũng ở đây luôn quý vị. Ra ngoài mấy quốc lộ quý vị ha, trong này cũng là ngôi làng. Đây chuẩn bị tổ chức đám cưới, cưới đám hỏi. Đó, ngôi làng đẹp quý vị, quá đẹp luôn. Ngày xưa Đà Lạt cũng như thế này, khi mà mới lập ấp lập nghiệp này kia nó như thế này đó quý vị, những căn nhà cổ quý vị nè, nguyên một dãy những căn nhà cổ luôn ha. Đó, nhà gỗ ở dưới này, họ không làm nhà sàn mà họ làm nhà trệt như thế này thôi. Đó, Đà Lạt ngày xưa nó như thế này khi mà mới thành lập ấy. Bà con đồng bào đang ở trong trung tâm thành phố đó. Sau này di dời xa ra về dưới này quý vị. Hồi trước mình cách đây mười mấy năm mình cũng có vào khu vực này, nhưng mà khi quay lại thì nhìn thấy khang trang hơn rất là nhiều đó. Đường xá, dân cư khang trang và giàu có lên quý vị. Bà con ở dưới này chủ yếu làm vườn quý vị ha. Trường tiểu học Đà Sa, cơ sở vật chất đầy đủ quý vị. Đó, người muốn lập nghiệp về đây lập nghiệp được, lập nghiệp bằng cách là làm vườn quý vị. Đó, còn người có tiền về dưới này nghỉ dưỡng cũng được. Nghỉ dưỡng không phải là ở luôn quý vị, họ mua trang trại để chơi đó, trại lớn để họ làm họ chơi đó quý vị. Cuối tuần này kia họ về, mình thấy cũng có nhiều người lúc đầu mua trang trại về làm vườn đó quý vị, về để nghỉ dưỡng thì cũng thấy lúc đầu hào hứng, tuần lên lần, tháng lên lần, nhưng sau này thưa dần cũng làm biến lên. Và cũng có nhiều người là vì chán mà bán trang trại, hoặc là không có ai trông nom, và thứ lý do nữa là nhiều lúc người ta kẹt tiền cũng bán trang trại đi để mà đầu tư vào làm việc khác. Đó, những căn nhà gỗ còn sót lại, và bên cạnh đó là có nhà cửa người ta xây khang trang lên, nhà mái thái, nhà biệt thự đó. Biệt thự sân vườn, biệt thự mini, quý vị thấy không, dân cư giàu không. Mình cảm giác khu vực này mát hơn ở trên Đà Lạt luôn quý vị. Cái độ cao nó cũng không cao bằng Đà Lạt, nhưng mà nó thiên nhiên, nó núi rừng đó quý vị ha. Nếu như mà nó
buổi trưa mà nó còn nóng thì nó cũng chênh lệch với Đà Lạt tầm khoảng 1 độ C là hết đát, hoặc là khí hậu tương tự, hoặc là thậm chí mát hơn Đà Lạt đấy. Để có nhà thờ Tin Lành quý vị này, hầu như địa bàn mà có đồng bào mình sinh sống thì là nhà thờ Tin Lành ha. Đó, hồi trước mình vào đây là có nhiều khu vực đường như thế này là đường đất, đường đá, đi lại nó cũng lầy lội khó khăn lắm. Bây giờ là quá đẹp luôn rồi quý vị. Đó, nhà thờ dưới này mình thấy không có chùa, có nhà thờ thôi quý vị. Và đường xá, quán xá, chờ búa đầy đủ hết. Đẹp chưa? Đó, vườn cà phê quý vị ha, ra trái rồi này. À, tầm tháng 12 cuối năm quý vị, 11, 12 cuối năm là cà phê này sẽ cho thu hoạch ha. Đó, quanh năm thôi. Mình làm vườn như thế này cũng cà phê cũng dễ thôi, cứ làm cỏ, tỉa cành, bón phân đó, và tưới. Làm quen vài tháng học hỏi là làm được hết quý vị. Đó, địa hình của khu dân cư này nó nằm dưới một cái thung lũng, và xung quanh là quý vị có thể thấy là núi rừng nó bao bọc, đẹp hơn Đà Lạt nữa, quý vị thấy không? Quá đẹp luôn chứ nói chuyện. Rồi hôm nay mình cũng làm một cái video để dẫn quý vị đi xuống thăm một xã của huyện Lạc Dương, và tương lai vài năm nữa thôi nó sẽ là địa bàn hành chính của thành phố Đà Lạt, cũng là một cái vùng ven của thành phố Đà Lạt luôn. Đó, để quý vị tham quan, giải trí, cũng như là ai có nhu cầu về ở nghỉ dưỡng hoặc là về đây lập nghiệp, mua đất mua đai gì đó thì cũng có thể tham khảo quý vị ha. Ngoài ra quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm. Đó. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Căn Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.